Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay bên shop lại giới thiệu các bạn một loạt giống măng tây xanh nữa. Đây, măng tây xanh này là cũng là hàng của Thái nha các bác nhé. Nhưng mà hiệu của nó là hiệu khác, nó là hiệu Lion Seed. Đó, hiệu con sư tử. Thế thì một gói này nó cũng được tầm 40 hạt các bác ạ. Đó. Một gói nguyên tem của người ta như thế này. Ở bên shop mà nhập bên khở nguyên tem bao bì từ bên Thái. Măng tây xanh hàng Thái các bác nhé. Một mẫu mới nữa, hiệu Lion Seed.